Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con, cô rất là vui khi lại được đồng hành cùng với chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở những bài học ngày hôm trước thì cô đã hướng dẫn cho chúng mình cách nhân một số với số có 2 chữ số, có 1 chữ số, đúng không nào? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về cách nhân với số có 3 chữ số. Nào, cô sẽ có một ví dụ như sau. 164 nhân 123. Đây là cô đang nhân một số có 3 chữ số với một số có 3 chữ số, đúng không nào? Thế thì bình thường đối với phép nhân này chúng ta chưa được học thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách đó là gì? Cô có thể tách một thừa số thành tổng của các số mà chúng ta có thể được học với những cái phép nhân đó rồi. Ví dụ như sau. Chúng ta sẽ tính này. 164 nhân 123, cô tách số 123 thành tổng của các số, đó là 100 cộng 20 cộng 3, đúng không nào? Bởi vì khi nhân với 100 thì chúng ta cũng biết cách nhân rồi. Khi nhân với 20, tức là nhân với số có tận cùng là chữ số 0, chúng mình cũng đã học rồi, đúng không nào? Vậy thì khi mà cô đã tách thừa số 123 thành tổng như thế này, thì khi nhân một số với một tổng, chúng ta sẽ lấy số đó nhân lần lượt với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả lại với nhau, có đúng không nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ tính như sau. Cô sẽ thấy là bằng 164 nhân với 100 cộng 164 nhân với 20 rồi cộng 164 nhân với 3. Và đương nhiên là chúng mình sẽ tính các tích này và cộng các kết quả cuối cùng lại với nhau. 164 nhân 100 thì sẽ bằng 16.400. Cô chỉ việc viết thêm 2 chữ số 0 vào phía bên phải, đúng không nào? 164 nhân 20 thì cô lấy 164 nhân 2 trước bằng 328, rồi cô viết thêm 1 chữ số 0 vào phía bên phải. 164 nhân 3 thì ra kết quả bằng 492. Và đến đây thì chúng ta thực hiện cộng 3 kết quả lại với nhau. Thực hiện theo đúng thứ tự cộng từ trái qua phải thì kết quả cuối cùng sẽ ra bằng 20.172. Được chưa nào? Đó, thế thì bình thường chúng ta sẽ tính cái tích này như vậy. Tuy nhiên thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta có thể đặt tính rồi tính phép nhân với một số có 3 chữ số như sau. Đây chính là cách đặt tính của cô và kết quả cô cũng ra là 20.172. Vậy tại sao cô lại có cách đặt tính như thế này? Thì các con hãy quan sát. Cô sẽ thực hiện từng bước như sau. Bước số 1, cô lấy chữ số 3 ở hàng đơn vị của thừa số 123. Cô nhân với 164 như sau này. 3 nhân 4 bằng 12. Cô sẽ viết 2 và nhớ 1. Tiếp tục, 3 nhân 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19. Vậy đến đây cô sẽ viết 9, nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4. Vậy cô sẽ viết 4. Được chưa nào? Thế là cô đã nhân xong và được kết quả là 492. Bây giờ cô sẽ nhân tiếp tục, lấy chữ số 2 của hàng chục nhân với 164. Nào, 2 nhân 4 bằng 8, cô viết 8, được chưa nào? Viết 8 thì cô sẽ lùi sang bên trái một cột so với kết quả ở trên. Đó, tiếp tục này, 2 nhân 6 bằng 12, đúng không nào? Cô sẽ viết 2, nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3. Vậy cô viết 3. Đó, thế là cô đã được kết quả thứ 2. Bây giờ cô sẽ đến lấy chữ số 1 ở hàng trăm, cô nhân với 164. Đấy, thì có phải là 1 nhân 4 thì bằng 4, cô viết 4. Tuy nhiên thì viết 4 cô lại phải viết thẳng với chữ số 2 ở trên kết quả thứ 2 này, đúng không nào? Cô lại viết lùi sang trái thêm một cột nữa. Tiếp tục này, 1 nhân 6 bằng 6, cô viết 6, và 1 nhân 1 bằng 1, viết 1.
Vậy thì cô được 3 kết quả như thế này. Và đến đây chúng ta sẽ thực hiện cộng các con số này lại với nhau. Đúng không nào? Cô sẽ thực hiện cộng 2 ở đây thì chúng ta hạ xuống này. 9 cộng 8 bằng 17, cô viết 7, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 4 là 10, thêm 1 là 11, vậy cô viết 1, nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, cô viết 0, nhớ 1. Và nhớ 1 sang chữ số 1 ở đây thì tức là 2, vậy cô hạ 2 xuống, đúng không nào? Và kết quả cuối cùng là 20.172. Con số này giống với con số ở phần trước chúng ta đã thực hiện tính, đúng chưa nào? Vậy thì đối với cái cách đặt tính như thế này thì chúng ta sẽ phải phân tích một chút. Nào, trong cái cách tính này thì tại sao cô lại có 3 con số này? Và tại sao cô lại viết như thế này? Thì các con chú ý này. Ở đây số 492 được gọi là tích riêng thứ nhất nhá, tích riêng thứ nhất. Số 328 được gọi là tích riêng thứ hai. Và tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Vì 328 ở đây là 328 trục nhá, 328 trục. Nếu như chúng ta viết đầy đủ thì nó phải là 3280 cơ. 3280 tức là viết thêm chữ số 0 vào đây này. Tuy nhiên thì người ta không viết như vậy, mà người ta thực hiện viết tích riêng thứ hai lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Thế còn số 164 sẽ gọi là tích riêng thứ 3, được chưa nào? Tích riêng thứ 3 sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất. Tức là lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ hai, đúng không nào? Bởi vì 164 ở đây là 164 trăm. Nếu như cô viết đầy đủ, cô phải viết là 16.400, tức là cô viết thêm 2 chữ số 0 vào phía sau. Tuy nhiên thì người ta không viết như vậy, mà người ta chỉ viết 164 là tích riêng thứ 3 và lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất. Các con đã hiểu chưa nào? Thế thì đây chính là cách thực hiện đặt tính nhân với số có 3 chữ số. Chúng ta phải đặt tính và tính cho cô 3 tích riêng. Tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba, rồi chúng ta mới cộng 3 kết quả lại hạ, được chưa nào? Và chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng. Rồi, thế bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện ngay bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Đối với bài tập này thì cô thấy là có 3 phần ABC đều là khi nhân một số có 3, có 4 chữ số với một số có 3 chữ số, đúng không nào? Thế thì cách thực hiện của bài tập này là chúng ta phải đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng và thẳng cột với nhau. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện câu đầu tiên, câu A trước nào. Nào, bây giờ đặt tính các con nhớ phải đặt thẳng hàng thẳng cột. 248 cô viết trước, nhân với 321, đấy, cô viết hai con số này trước này. Một dấu nhân nằm giữa và một dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, đúng không nào? Giống như cách chúng ta hay đặt tính bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhân với cô nhá. Nhân thì phải nhân lần lượt này từ chữ số hàng đơn vị trở ra. Tích riêng thứ nhất nào. 1 x 8 bằng 8, cô viết 8. 1 x 4 bằng 4, cô viết 4. 1 x 2 bằng 2, cô viết 2. Tức là tích riêng thứ nhất ra kết quả 248. Bây giờ sang đến tích riêng thứ hai thì cô lại phải lấy chữ số 2 ở hàng chục này, cô nhân với số này, đúng không nào? 2 x 8 bằng 16, cô viết 6, nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 là bằng 9, cô viết 9. 2 x 2 bằng 4, cô viết 4. Và nhớ là tích riêng thứ hai thì phải lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Cô viết đúng chưa nào? Tích riêng thứ hai ra bằng 496. Bây giờ đến tích riêng thứ ba này. 3 x 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2.
Và khi viết phải lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất. Đúng không nào? 3 x 4 bằng 12, thêm 2 là 14. Vậy cô sẽ viết 4 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. Vậy tích riêng thứ 3 ra 744. Nào bây giờ cô sẽ cộng 3 tích riêng lại với nhau. Nào, 8 ở đây cô phải hạ xuống, đúng chưa? 4 cộng 6 bằng 10. Cô viết 0 nhớ 1. 2 cộng 9 là 11. 11 cộng 4 bằng 15. 15 mà thêm 1 là 16. Vậy viết 6 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9. Viết 9. Và chữ số 7 ở đây cô hạ xuống. Vậy là cô được kết quả cuối cùng ra 79.608. Các con đã hiểu chưa nào? Cách đặt tính không có gì khó, đúng không nào? Chúng ta phải nhớ cho cô là quy tắc đấy là tích riêng thứ hai thì lùi sang một cột bên trái so với tích riêng thứ nhất. Còn tích riêng thứ ba thì phải lùi sang 2 cột so với tích riêng thứ nhất. Nào, tương tự đối với phần B. Phần B thì là nhân này 1.163 nhân 125, tức là một số có 4 chữ số này. Nhân với 125 thì chúng ta phải viết như thế này, đúng không nào? Thẳng hàng, thẳng cột. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhân tích riêng thứ nhất như sau này. 5 x 3 bằng 15. Cô viết 5 nhớ 1. 5 x 6 bằng 30. Thêm 1 là 31. Vậy viết 1 nhớ 3. 5 x 1 bằng 5. Thêm 3 là bằng 8. Và 5 x 1 bằng 5. Viết 5. Tức là tích riêng thứ nhất chúng ta ra kết quả là 5.815. Bây giờ đến tích riêng thứ hai nhé. 2 x 3 bằng 6. Cô phải viết 6 nhưng mà lùi sang bên trái một cột, đúng không nào? So với tích riêng thứ nhất. 2 x 6 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 là bằng 3. Viết 3. Và 2 x 1 bằng 2, cô viết 2. Xong chưa nào? Đó, vậy là xong tích riêng thứ hai. Bây giờ đến tích riêng thứ ba nhé. 1 x 1.163 thì chắc chắn là phải giữ nguyên con số này rồi. Tuy nhiên thì cách viết chúng ta phải lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất này. 3 này, 6 này, 1 và 1. Xong chưa nào? Đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện cộng 3 tích riêng này lại. 5 ở đây cô hạ xuống. 1 cộng 6 bằng 7, cô viết 7. 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Vậy cô sẽ viết 3 và nhớ 1. 5 cộng 3 bằng 8. 8 cộng 6 bằng 14. Thêm 1 là 15. Vậy cô viết 5 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3. Thêm 1 bằng 4. Và 1 ở đây cô hạ xuống. Tức là kết quả cuối cùng cô ra bằng 145.375. Được chưa nào? Bây giờ còn phép tính nhân cuối cùng, chúng ta cũng thực hiện giống như vậy. 3.124 nhân với 213. Đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Tích riêng thứ nhất, 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. 3 x 1 bằng 3, viết 3. Và 3 x 3 bằng 9, viết 9. 9.372. Bây giờ đến tích riêng thứ hai này. 1 nhân với 3.124 thì vẫn bằng chính nó, đúng không nào? Tuy nhiên viết con số này thì phải lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 4 này, 2 này, 1 này, 3. Đó, viết như thế này thì không bao giờ sai. Tiếp tục này. Bây giờ đến tích riêng thứ ba. 2 x 4 bằng 8. Cô sẽ viết 8 nhưng lùi sang bên trái 2 cột, đúng chưa nào?
2 nhân 2 bằng 4 viết 4, 2 nhân 1 bằng 2 viết 2, và 2 nhân 3 bằng 6 viết 6. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cộng 3 tích riêng. 2 ở đây cô hạ xuống này. 7 cộng 4 bằng 11, cô viết 1, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 8 bằng 13, thêm 1 là 14, vậy cô viết 4, nhớ 1. 9 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 4 là 14, thêm 1 là 15, vậy cô viết 5, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Và cuối cùng chữ số 6 ở đây cô hạ xuống. Vậy kết quả tích cô ra bằng 665.412. Đây sẽ là kết quả cuối cùng. Vậy là vừa rồi cô và các con đã hoàn thành xong được bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Đấy, các con thấy là không có gì khó đúng không nào? Chỉ cần cách đặt tính và cách viết sao cho thật là chính xác thì chúng ta sẽ ra được kết quả đúng mà không bị nhầm lẫn. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây là bài tập số 2 của chúng mình. Bài tập này yêu cầu chúng ta viết giá trị của biểu thức vào ô trống. Thế thì trong bảng này của cô, hai hàng đầu tiên sẽ là các giá trị của hai chữ A và B, đúng không nào? Còn hàng cuối cùng thì sẽ là biểu thức A nhân với B. Đây là một biểu thức có chứa hai chữ. Vậy thì đối với cái bài toán như thế này, cách làm chúng ta chắc chắn là đã nắm được rồi, đúng không nào? Đó là chúng mình sẽ phải thay chữ bằng số rồi mới tính giá trị của biểu thức đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những giá trị đầu tiên của A và B nào. A bằng 262, B bằng 130. Vậy thì A nhân B sẽ là gì nhỉ? 262 nhân với 130, đúng không nào? Và đương nhiên là chúng ta sẽ phải tính cho cô xem kết quả của phép nhân này ra bằng bao nhiêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô thực hiện nhân. Với số có 3 chữ số này, 262 nhân 130, chúng ta sẽ đặt tính như thế nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tính như sau này. Ở trong tích riêng thứ nhất thì cô thấy là gì? À, 0 đang nhân với 262, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể viết tất cả các kết quả là 0. Tiếp tục, tích riêng thứ hai nào. 3 nhân 2 bằng 6, cô viết 6, lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. Đây là tích riêng thứ 2. Tích riêng thứ 3 là lấy 1 nhân 262, đúng không nào? Vậy kết quả vẫn là 262, tuy nhiên lại phải viết lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất. 2, 6 và 2. Bây giờ chúng ta thực hiện cộng 3 kết quả này lại với nhau. 0 ở đây cô hạ xuống, đúng không nào? 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. 0 cộng 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 7 cộng 6 bằng 13, thêm 1 là 14. Vậy cô viết 4, nhớ 1. Và 2 ở đây nhớ 1 vào là 3. Vậy kết quả cuối cùng ra 34.060. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây bằng này. 34.000, cô sẽ viết lùi xuống đây một chút. 060. Được chưa nào? Rồi bây giờ sang đến phép nhân số 2 nào. Với A bằng 262, B bằng 131. Thế thì tích của chúng ta sẽ là 262 nhân 131, đúng không nào? 262 nhân 131. Nhiệm vụ của các con sẽ lại phải thực hiện đặt tính cho cô phép nhân này. 262 nhân 131. Nào, ở đây chúng ta sẽ đặt tính như sau. Tích riêng thứ nhất, 1 nhân 262, cô giữ nguyên.
Tích riêng thứ hai viết lùi sang bên trái một cột này. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7. Tích riêng thứ hai bằng 786. Tích riêng thứ ba này, 1 x 262 thì vẫn bằng chính nó. Viết lùi sang bên trái 2 cột. Được chưa nào? Và đến đây thì chúng mình sẽ thực hiện cộng 3 tích riêng lại với nhau. 2 ở đây cô hạ xuống này. 6 cộng 6 bằng 12, cô viết 2, nhớ 1. 2 cộng 8 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12, thêm 1 tức là 13, vậy cô viết 3, nhớ 1. 7 cộng 6 bằng 13, thêm 1 là 14, viết 4, nhớ 1. Nhớ 1 sang đây, 2 thêm 1 là 3. Vậy kết quả cuối cùng là 34.322. Nào, bằng 34.322. Đó. Bây giờ thì đến trường hợp cuối cùng. A bằng 263, B bằng 131. Thì thay vào đây, chỗ nào có A cô thay A này. 263 nhân 131 bằng. Bây giờ chúng mình lại phải đặt tính thêm nhân này, đúng không nào? Nào, chúng ta sẽ đặt cùng nhau đặt tính nào. 263 nhân 131. Nào, tích riêng thứ nhất, 1 nhân 263 bằng 263, giữ nguyên. Tích riêng thứ hai này, 3 x 3 bằng 9, viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7. 789. Tích riêng thứ ba là 1 x 263 sẽ bằng chính nó và viết lùi sang bên trái hai cột, đúng không nào? Đó, 263. Và đến đây chúng ta sẽ thực hiện cộng 3 tích riêng lại với nhau. 3 ở đây cô hạ xuống. 6 cộng 9 bằng 15. Cô sẽ viết 5 nhớ 1. 2 cộng 8 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Thêm 1 là 14. Viết 4 nhớ 1. 7 cộng 6 bằng 13. Thêm 1 là 14. Viết 4 nhớ 1. Và 2 thêm 1 bằng 3. Viết 3. Vậy kết quả cuối cùng bằng 34.453. Nào, 34.453. Thế là cô và các con đã hoàn thành xong được bài tập số 2, đúng không nào? Chúng ta đã thực hiện viết các giá trị của biểu thức vào ô trống bằng cách là thay chữ bằng số, sau đó thực hiện phép nhân với số có 3 chữ số một cách rất là chính xác rồi. Thế thì các con sẽ hoàn thành bài tập này vào trong vở cho cô. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài tập tiếp theo nhé. Sau đây là bài tập cuối cùng của chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m. Rất là dễ, đúng không nào? Diện tích hình vuông thì chúng ta phải nhớ cho cô là gì? Bằng cạnh nhân với cạnh. Vậy thì trong bài tập này chúng ta chỉ được sử dụng một phép tính duy nhất. Độ dài cạnh ở đây là 125m. Vậy thì diện tích của mảnh vườn hình vuông sẽ là 125 nhân 125, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng cô trình bày bài này như sau này. Bài giải. Diện tích của mảnh vườn hình vuông là 125 nhân 125. Và đây chính là phép nhân với một số có 3 chữ số, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô thực hiện phép nhân này xem ra kết quả bằng bao nhiêu nhé. Nào, 125
nhân 125. Một dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta sẽ thực hiện nhân tích riêng thứ nhất. 5 x 5 bằng 25. Cô sẽ viết 5 nhớ 2. 5 x 2 bằng 10 thêm 2 tức là 12. Viết 2 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5 thêm 1 bằng 6. Tức là 625 là tích riêng thứ nhất. Bây giờ sang đến tích riêng thứ hai nào. 2 x 5 bằng 10. Vậy viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Viết 0 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5. 2 x 1 bằng 2, viết 2. Nào bây giờ đến tích riêng thứ 3. 1 nhân với 125 thì vẫn bằng chính nó, đúng không nào? Viết lùi sang bên trái 2 cột so với tích riêng thứ nhất. 125. Nào bây giờ chúng ta thực hiện cộng. 5 ở đây cô hạ xuống, đúng không nào? 2 cộng 0 bằng 2, viết 2. 6 cộng 5 bằng 11. 11 cộng 5 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5. Và 1 hạ xuống. Tức là ra kết quả bằng 15.625. 15.625. Đơn vị là gì nào? Diện tích thì đơn vị phải là mét vuông, đúng không nào? Mét vuông. Và đến đây chúng ta có đáp số. Mười lăm nghìn sáu trăm hai mươi lăm mét vuông chính là đáp án cuối cùng, diện tích của mảnh vườn hình vuông. Các bạn đã hiểu chưa nào? Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã được cô hướng dẫn cho cách nhân với số có 3 chữ số. Thế ở trong này thì các con phải nhớ cho cô là khi đặt tính thì chúng ta phải biết được vị trí của các tích riêng. Tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai và tích riêng thứ ba chúng ta đặt như thế nào. Đặt là phải chính xác thì chúng ta mới ra kết quả cuối cùng đúng được. Còn nếu như mà các con đặt sai, không đúng hàng, đúng cột của nó thì các con sẽ ra kết quả sai. Về nhà thì chúng mình sẽ ôn lại toàn bộ các bài tập trong phần ngày hôm nay, cũng như làm thêm các bài tập khác nữa để củng cố cho cô các kiến thức về nhân với số có 3 chữ số nhé. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những buổi học lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.